Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải tiếp tục em ơi. Và ngày hôm nay thì sau khoảng hơn một tuần thì thực sự là lệnh bài bot mua không có nhiều em ơi. Ngày hôm nay thì Khải Vinh Tùng gom được 20 con em ơi. Ok, và giờ chúng ta sẽ bêm 20 con nha em ơi. Thực sự là mua, thực sự rất là mua nhiều nhưng mà thực sự không ai bán em ơi. Không ai mua lắm luôn em mà không ai bán mọi người ơi. Đó là ngày hôm nay thì Khải chỉ có được 20 con thôi. Rồi, khui anh em ơi, ra đảo thử được cái gì nha anh em. Khải cho yên nhặt cái bình banana này. Cho anh em đọc ra. Ok anh em đang xem thì đừng quên cho bát số 19 này một like chia sẻ hồi chơi anh em ơi. Rồi, ra khơi. Đầu tiên Khải thả 5 con của Khải trước nha anh em. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, bỏ kéo. Mình bắn 1, 2, 3, 4. Đây, hiện tại thì xếp đường bánh cũng không có gì thay đổi nè em ơi. Thì 3 món động sát nè. Xếp đường quốc thì không nói rồi. Xếp đường quốc này đợi kích cả xếp đồ. Rồi 3 món động sát 25 là 75. Kèm với cái này 6 là 81. 81 kèm cái này 5 nữa là 86 nha nè. Đó. Ok anh em ơi. Phán con lô xuống sát lương tối về đồ nét cho vàng. Ít chục kim lần quét phán con số à. Ok, làm con số 69 luôn đi Gret ơi. Vừa rồi thì Khải khai mở bát số 19. Thì nếu mà ổn thì làm con số 69 luôn. Đó, ngày mai thì con về được con số không? Phá một con cho vui thôi chứ Khải không biết đâu nha anh em ơi. Đó, anh em có về bờ hay không là tùy vào cái nhân phẩm của anh em nha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ nhặt đô. Ok anh em ơi. Một báo quân tiêu à, được, một báo quân tiêu. Một cây vũ khí nữa mà. Một cây vũ khí, ok luôn. Một cây vũ khí. Ây da. Đủ đánh như đúng rồi nha cha. Lắm. Tiếp tục. Một cái đao, một cái nón. Đó, đây là đem con đầu tiên của Khải nha. Khối hang. Hai con thổ cuối cùng đứng dưới đây. Cứ đánh nhau ra đạt số mà. Rồi, phụ đao cũng thấy gì nhỏ lẹ nè mày. Khối hang đã được gì đây? Biết được gì nè mày. Hai con cuối cùng này được gì đây? Rồi còn 15 con sâu nữa. Rồi, khối thổ gia truyền kháng cả hai con đặc biệt, một gia truyền nữ, một áo nữ, một đai lưng. Ok, khui nha nam. Rồi ok, khui à, tính xong. Bắt số 19 này thì sợ có 20 con nữa mày. Ui, áo thổ sớm ra à, một món đồng sắt tương đương khoảng tầm thời trước thì đua tốt còn tốn gần 10 triệu hơn, tầm này thì khoảng 7 triệu hơn một món bạn ơi. Trời ơi, cái đàn lưng thông minh 14 rác. Rác luôn. Trời ơi, họ sắc lên chậm 20. Nỗ lực cao quá chứ. Rồi, đồ, đau kim rác luôn nữa mà không có gì hết. Ok, còn rác. Rác luôn rác. Anh em xem đánh boss đi nè mà, xem đánh boss anh em ơi. À, mới khai đào 5 cái nhưng mà toàn rác không. Đang xem vừa đem vừa đồng tiếng giùm anh nữa. Rồi, tiếp tục 5 con. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, 5 con tiếp theo. Đó. Còn đúng, có đúng 20 con thôi em, không có nhiều. Nên là thả đánh bậy bậy thôi em ơi. Cây này mà tên sát được 50 điểm. Đúng là nô 1. Hello này mới vô nha. 18 giờ đóng tiếng buồn cười. Hey, em nói đúng không? Nói cái đạo biến biết tuyệt vời luôn. Tỉnh quá. À, gom. Đánh bot này ra cây đao đúng một dòng thì nó mới đúng là biết. Nó đúng là biết ạ. Hai dòng cả thấy thấy thả thả đến loạt của anh chưa? Đang lọc anh. Đang có anh này của em banh này, không có gì hết. Đây lên thả 4 con nữa này. Ok ok. À, đợi đang thả 5 con đầu tiên nhanh này. Hello nhà đất quý phát nha người em ơi. Đó, anh em nào muốn phán con số thì phán ngay con số 9 luôn. Đó. Hello Hồng Lê. Đợi tôi xem ngày mai ra số 9 rồi đổ lỗi cho tại. Cuối đô. Một ngọc bội.
một con mà được món hay trời. Gì cũng món hay trời. Đủ hai con, hai con mít chết rồi sao không món hả? Ừ. Mít mít hết. Mít một con mọc mà không có đồ. Trời đồ má, cám kìa, thằng cám thì đồ. Cám đồ, tao này cám. Con hỏa nào vậy? Còn ba con thổ thì phải, chắc phụ đánh quá. Còn ba con thổ, à một con gì gần chết đây. Quýnh quýnh mấy cái nha. Rồi ok. Con gì gần chết đây, méo đỏ rồi. Rồi rất ở công 790. Nuốt thì mày nói mày ơi. Ừ. Anh Tùng nhanh nhất, đây anh Tùng nhất vô thả đi anh Tùng ơi, nhất lên đúng bước một, giữ một hai thả đi. Rồi ok. Thả đi, không thôi. Ok thả luôn. Rồi thét mở công cho mày. Thổ kim. Đấy, thì ý kim, hỏa ừ. Kim mà ngon rồi đó. Lâm, 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 dây chiền. Hàng về không? Được. Thêm 5 con nữa, anh Tùng thêm 5 con nó được 25 con em ơi. Đen đầu à. À, tầm này á, cứ một con đặc biệt là khoảng 400 xu. Con thường là 100 xu hơn nha. Nói chung là cứ một con là thực sự là tương đương khoảng gần 500 xu đi nè. À, 25 con thì tốn hết khoảng tầm hơn 5 kim hơn. Tính ra mấy con buôn nó hay bộ. Gần 10 kim chứ. Gần 10 kim chứ. Thật ra thành phố thế giới cũng không thấy trên giúp luôn. Ôi, mít luôn. Hai con thổ không có đồ luôn. Vãi chưởng. Anh Tùng áo dữ nè em. Quá nhiều. Vãi chưởng thổ chết một hai con không có đồ luôn. Đậu xanh thằng này. Đổi màu. Lộn má miền kìa. Phi trăng đó rồi. Đang vui nha người anh em. Đang vui nha anh em. Con boss mình phá thì sao là quá tay. Một đôi giày, một dây chuyền. Đôi giày 6 triệu á anh ơi. Ừ, đôi giày 6 triệu nữa. Ok. Phá rồi. Còn 10 con nữa thôi. Đừng phá. À dùng mua máu ạ. À. Về làm tiền đó. Nói chung á cái dạ. Nhiều khoảng tầm 3 kim mà. Thế là phải có 2 cái túi 25 con, 25 con nhiều 2 là 500 xu. Ừ em mới mua anh, mới mua. Rồi con mới có nhiều. Tiếp tục khui nè. Trời, một vũ khí một lần đều có tiêu. Rồi, một vũ khí thổ nha, lo sát nó công 200 này, về bờ này, rồi ok, thả tiếp nè. Thả bot về chứ. Rồi, tiếp tục đem con tiếp theo. 1, 2, 3, 4, 5, rồi. Phi chàng lên kìa. Rồi, do phi chàng đứng đó đi, người ta đứng coi thôi. Đừng quýnh chi. Coi, không coi, mà đồ mới giết cổng, mà công không phá. Đó. Làm con khăn tất cả anh. Chạm 30. Đồ. Ồ, má xin lực đẹp kìa. Đó. Đó. Trời ơi ra. Trời ơi, sát thương 100, lo sát 11. Đó. Trời ơi, 19-30. Đó. Quá phèn. Phèn quá. Rồi, làm luôn nữa. Còn 5 con cuối năm ơi. Cái tôn đầu cũng thả, nó không có được đỏ. Cái tôn của anh Tùng là ta. Ủa, nghĩ là quýnh kia dân dài rồi hả? Đồ, có đồ không kìa, ôi chung. Nhặt đồ, nhặt đồ, nhặt đồ. Rồi, 5 con cuối nằm hết rồi. Đã được rẻ luôn. Nó kia dân dài luôn. Nó thả luôn đi. 1, 2, 3, 4, 5. Nó kéo cả bang lên rồi chết mẹ luôn. Má phi chân bây giờ mà đi vô đồ nội thơ à. Bây giờ có máu mặt đâu. Bây giờ đi đâu mà. Nó muốn cho mặt máu không có. Rồi xem con này về cho em ơi. Đi đâu rồi chị em bảo là nó phi chân là được. Rồi nón. Dây. Ok, hello anh em vô nha. Hiện tại 300 anh em đang xem trong lăng hồ chơi anh em ơi. Thiệt sự thì chỉ có 25 con anh em ơi, không có nhiều lắm. Một lần thả 5 con anh em. Rồi, tuần này nó về bói đồ tuần này cho anh em xem. Để được gì nha. Anh em đang xem trong like, chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ nha anh em. Tao như Huỳnh nó dính bot á. Nhiệt đô. Đồ full may mắn. Ôi, có một nhẫn này. Hai nhẫn nè. Ơi ơi. Cho rác giá tẩu quăng cho em nha. Ok, tương nhiên bác em ơi. Coi có cái nào sinh lực lực giá tẩu. Rồi, thổ. Lâm. Cái nhẫn thổ nào kháng băng ủng một keo keo chút để lại nha. Anh Tùng đang tìm.
Tùng anh Tùng đang tìm nhẫn căng băng. Nhẫn này cũng nhẫn cái nhẫn cái 15 à. Ê. Lắm tiền. Ôi, mít luôn. Má, không có đổ luôn vãi cả chứ. Ôi, hôm nay mít quá trời luôn ơi. Rồi, khui nè, 369 nè. Mít được gì đây? Không, nó lát á. Khui hàng 25 con. Trời ơi, dày thổ ngon luôn. Thiên nhẫn cái băng nào xài không? Trời, nón thổ trắng đợi 15-20. Ngọc bội kim sinh lực lực. Ra. Ra, đồ. Rác luôn. Trời đồ toàn gì quần què không vậy? Trời toàn rác không vậy trời. Thua bình thường luôn nè. Ôi xôi 520. Rồi xong toàn. Sức mạnh 18, sức lực 138. Trần trọng 40. Mà giới chuyện chi vậy? Trời. Ok. Ê. Cái mũ con tâm đồng cá lại nè. Bữa đồ nó hỏi có một cá. Hả? Mũ sức lực 558 mà nổ lý 19 nè. Ờ con 5 đồng đang xài đó. Ồ thôi đưa tôi đi. Đưa hả? Đưa qua là đưa năm độc là cái gì? Đưa lại cái mũ 20 nữa. Đồ tốn tiền lên đảo nữa. Mang tạm đi. Đó, ơi cái nhãn ngang loại. À, nếu mà cần thì đưa bước đây. Đồ mà đường nào tốn tiền lên đảo luôn nè. Phải đưa sớm. Phải đưa sớm. À, ý là phi trần không có ếch này cũng năm độc thì có thể lên đảo. Mà tầm này mắc quá, chưa muốn lên đảo nè. Để tớ đánh đài hỏi anh Hùng donate cho anh bộ tinh học. Ừ, đúng rồi. Rồi khi nào có thì giao dịch. Đây anh em ơi, thực sự là không có đồ luôn. Đây đây vô đây lấy đồ thì giả tạo em ơi. Bắt xe 9 này ra khơi không đúng ngày rồi em ơi. Mấy mũ đi đâu rồi, mũ đi. Cắn đôi được 20. Một nhẫn. Cái đá 19 là điều ha. 19 là sinh lực 158 thôi. Toàn rác thôi anh em ơi. 140 sinh lực lực. Giả tấu. Lực động cao. 120 sinh lực. Dày thiên nhẫn cái bang. Sức mạnh 11 sinh lực cao. Lực 100. Cắn lôi 4 giờ tẩu. Sinh lực lực 37. Không có đổi gì hết. Sinh lực 113, 111. Rồi toàn rác thôi nè mày. Rồi ra khơi thất bại nè mà không có đổi gì luôn. Rồi toàn đồ giờ tẩu thôi. Còn lại mấy món đồ này gọi là tầm trung nữa. Vứt anh em vòng trong bang cần ai lái lái này. Làm 130 giống 1 này. Đai nhẫn. Ôi nhẫn này cũng giả tẩu thôi làm như đâu. Nội lực sức mạnh 7, sức mạnh động 14. Không có gì bỏ luôn. Đai khăn băng 19 này, phi rằng có cần không? Khăn băng 19 này, thì ông đọc 30. Nhẫn khăn lông 20. Giá truyền giả tẩu. Ngọc bội giả tẩu. Sao? Có cần cái đai lưng không? Không. Rác rác. Mới đánh 25 con không có gì nữa mà. Thực sự tầm này đánh nhanh lắm anh em ơi. Cực kỳ nhanh luôn. Đó là vừa rồi đánh vách số 19 này thì sự là về bờ không được gì luôn. Còn rắc với rắc, ba đồ giả tẩu với lại ba cái đồ sinh lực lực cái này cho anh em trong bang được nè. Ai cần liên hệ, ai cần không nè. Ai cần. Không bán được bao nhiêu đâu. Đây, những đồ cho này nè mà ai lấy xung phong. Ai lấy xung phong. Ai lấy giờ tây. Hả? Phần nhẫn nó 20 mà không có gì hết. Ai lấy giờ tây. Mì Mèo à, đúng rồi, Mì Mèo, đưa cho Mì Mèo tin nè. Đâu? Đồ cái ngọc bội em chặn 1 ống 1 ngon á. Đưa đang cần nữa chứ. Đang cần luôn á. Ok vậy ra cho này. Nào em tên gì lấy nhẫn 20 luôn này. À, nhẫn này cũng chả có sinh lực một lực gì. Đồ ngọc bội ra thôi. Mày em giải chắc luôn á. Anh giải chắc luôn. Đâu rồi. Ngọc bội lên 30 không tiêu rồi. Còn đồ tầm trung rồi. Chả ai xài được. Chả bán được nữa. Ồ, đây, ngồi đây, nhẫn đây, đây. Rồi, giao dịch. Cái kia là mày nó ấn 2. Ấn 2 nó không bịt được. Mà tốn cái nhẫn là mọc ở chi chơi nó thiệt. Đây, bé mèo giao dịch này. Ấn 1, ôi, đi bài luôn á. Thể lực chăm không em, không có gì. Phải dầm thể lực hơn cái dầm nội lực rồi. Ừ, có thể lượng rồi. Ok. Không có đồ gì đâu mà toàn rác thôi. Mới đồ toàn rác thôi. Rồi, hôm nay thì ra đảo thất bại không có đồ gì hết. Rồi ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ cho anh em ơi. Đó, hôm nay thì ra khơi 69 bắt 69 không có gì hết. Nát quá nát.